Ngày hôm nay Minh Hoàng sẽ rất hân hạnh được gửi đến cho tất cả quý thầy cô cũng như là tất cả các quý Phật tử ở đây hai nhạc phẩm đặc biệt sáng tác của cô Phổ Từ. Ca khúc đầu tiên xin gửi tặng quý vị là nhạc phẩm cô sáng tác với ca khúc Đường Về Phật Môn. Xin mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm này. Trời thành thang.
nhiều. Xin cảm ơn Minh Hoàng rất là nhiều, vừa mới gửi tới một bài nhạc Phật rất là hay, rất là ý nghĩa. Bài này là bài Đường Về Phật Môn, bài mới hay em? Anh cũng mới vừa nghe, bài này hay lắm. Dạ. Chắc cần sang xin phép hát.